tới nhà mình cắt luôn các bạn ơi. Máy cắt mất lầy các bạn ơi, giờ xe cậu tới giải cứu xe cuốc rồi đó, cục quá trời lúng rồi. Lúc tới đáy luôn rồi. Nản quá rồi, chứ băng. Giật tiếp, giật tiếp. Giật tiếp, băng. Mà lúng rồi, lúng xe. Xe cậu luôn rồi bạn. Trần nó suốt lắm, chỗ này chết nó suốt rồi. Tới máng luôn rồi. Thôi ở đây đi để Minh Anh đi mua cơm cho bác Tài ăn đi. Chiều quá, chiều quá, để đói bụng lắm. Lấy lúa thêm các bạn để có đồ nặng nha. Kéo chú xe cuốc này mới lên nói. Bắt xe cộ đủ nặng rồi các bạn. Giờ lôi dây xích kéo thôi. Vậy mà không lên nữa. Chết chú xe máy cắt này luôn rồi các bạn ơi. Lúng quá chừng lúng rồi. Ở lên. Gót hai ba lúa kìa. Quá chừng lúng rồi. Không lên nổi rồi. Chú xe cộ bấy nhầy luôn. Giờ bác Tài chịu hết nổi. Bác Tài thì giờ móc lương rồi. Làm gì bảo với bác Tài. Móc mà trong lòng ấm ức kìa. Quay mặt lên nhìn cái coi. Thằng Quý ở đây có quán cà phê nào anh thấy không Quý? Có quán chỗ ngã ba đẳng á. Điện thoại anh em lại không? Không có đâu, không đâu. Thôi thôi. Cái nhỏ đó là không được đâu. Cái nhỏ đó. Tại giờ môi để đút cây vô chứ giờ nó tuôn bánh không mà không lên được các bạn. Phải môi xong rồi cái đút cây vô cho nó có thế có đà lên. Đó, chừng xình. Lúng cái này là đâu lên được đâu. Đốn cây lót lên các bạn ơi. Thôi để mình lại mình phụ bắt Tài để hồi ổng quăng cái cục sình lên đầu chết luôn, nghe quạo lắm rồi. À, bạn lúng hết bánh xích luôn. Giờ bắt Tài phải múc đất ra để đút cái cây đòn á, cái cây đút vô bánh xích để vườn lên mới được chứ giờ không thể nào lên được nữa. Quá trời lúng rồi. Chắc chết bắt Tài quá. Cây một giấy nè. Có dao không có cây không có dao vừa đây được. Ủa má ngồi xuống. Đây là có con dây không? Quá chừng quá đất. Qua nhậu chủ điện. Chết luôn.
hiện tại giờ xe con cóc nè các bạn, xe cộn nè, nó cũng bứng từ lưa hoặc dưa hết, quần nguyên một đống nè, giống như trâu quần mà cũng lên nổi nữa. Giờ đang múc đút cây vô để có đà thế lên chứ giờ thua rồi các bạn ơi. Bác Tài lấy cái cây này để mà bắt pháo để đi các bạn ơi, để chim vô bánh xe cho đừng tuôn nữa, có chừng đi chứ để nó tuôn hoài không có lên được. Giờ đút vô vậy các bạn, xong cái cuộc lại cho nó không tuôn nữa rồi lên được. Lâu lắm rồi, nửa ngày rồi á. Đó, lên rồi, mừng quá. Ồ, hú hồn, hú gì á. Mừng quá, lên rồi. Giờ bắt nãy giờ là 3 cây rồi các bạn. Hy vọng lần này sẽ lên các bạn ơi, trời chuẩn bị mưa rồi. Nếu mà mưa thì rất là cực khổ nữa. Cực còn nhiều hơn nữa. Lên. Lên. Hay quá. Hay quá, mừng quá các bạn ơi. Xong rồi. Ô, ăn mừng. Quá chừng lúng luôn. Đúng kiểu này nè, chịu sao nổi. Ôi, quá sức mừng. Lúng rồi các bạn ơi. Lúng rồi. Hôm ngày mưa quá trời luôn nên dễ bị lúng, đất nó mềm. Quá chừng lúng. Mưa hổm gài nè. Cái nào không được thì còn chút chút chắc tay mẹ có gì đâu. Chết đi nè. Vậy? Ta cuốn ra rồi. Đúng nữa các bạn. Không vậy ta muốn con vô ta chỗ cứng tôi bỏ ra bỏ cho mày kìa. Muốn bỏ thì bỏ chỗ cứng ra bỏ cho mày. Không dám bường nữa, bường sợ lúng luôn nữa. Chờ bắt cây qua. Cây này em nè, bự bằng thẳng nè. Này cái một lên. Bắt hai đứng đàng hoàng, bắt hai. Quen mà. Lên, lên. Lên, lên. 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 Chỉ có thế vậy nó mới lên nổi. Bắt cán. Rồi lên rồi. Mồi thêm cây nó mới được. Ơi, hiện tại giờ mưa rồi các bạn ơi, tranh thủ lên, tội bắt Tài quá, giờ đổ sữa không chạy rồi. Lên, 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 Tài ơi, lên. Mưa rồi, đổ hộp rồi. Lên, lên. Rồi, mừng quá. An toàn.